Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là ngày 22 tây tháng 9 năm 2021. Bây giờ là tối thứ tư tại Cali, tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi tối ở Việt Nam. Hôm nay đã là ngày thứ năm, ngày 23 tây tháng 9 rồi. Thì hôm nay chúng ta thấy một màu xanh ở trên thị trường. Chúng ta đang nhìn vào đây là biểu đồ của Bitcoin ở trên sàn Coinbase thì các bạn thấy là 3 ngày liên tục Bitcoin đã đi xuống và cuối cùng chúng ta đã thấy một màu xanh ngày hôm nay. Chúng ta bây giờ đã tính cái phần trăm đi. Thì cái phần trăm đi xuống của Bitcoin đó cách đây 3 ngày là chúng ta thấy là giá khoảng chừng là 48.300 19 xuống tới cái mức thấp nhất là chúng ta thấy là dưới 40.000 đô là khoảng chừng 39.500 đô là xuống 18% và chúng ta thấy được là sau đó hôm nay chúng ta đã có một cái sự hồi phục thì hôm nay có rất nhiều những thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay và các bạn sẽ thấy được là chúng ta có nhiều thông tin tốt thì nhiều bạn đã comment thường cảm thấy là đương nhiên là đúng đó chính là một số bạn nói là mỗi lần mà chúng ta thấy được là sau một cơn bão mỗi lần mà sau cái một đợt điều chỉnh đó, thì chúng ta thấy là cái tin tức tốt nó tới dùng dập thì đương nhiên rồi các bạn thấy là mỗi lần mà thị trường không có tốt đó giá cả đi xuống thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những thông tin xấu ra liên tục để mà làm cho mọi người sợ hãi thì đây là một cái chiêu trò rất là cũ rồi cho nên đó, mỗi lần mà thị trường không được ổn đó, thì có nhiều tin tức xấu để làm cho nhiều bạn lo sợ hơn nhưng mà họ có chơi cái chiêu này hoài họ có nghĩa là những người mà có tiền những người mà cá vôi trong thị trường này đó và những báo chí thì họ thường hay chơi cái chiêu trò này hoài tại vì nó rất là hiệu quả mỗi lần mà thị trường mà không được ổn thì sẽ có nhiều bạn hỏi thuận là Thôi nghĩ sao về thông tin này tôi nghĩ là thị trường có sập hay là không chúng ta có vào bội đông hay chưa hầu như lần nào thị trường điều chỉnh chúng ta cũng nghe những câu hỏi đó và rất hiệu quả để dẫn đến rất nhiều bạn bán dẫn đến là giá cả đi xuống và đương nhiên các bạn nên hiểu là mỗi nơi các bạn bán thì đương nhiên một bên bán sẽ có một bên mua những tài liệu cho chúng ta thấy là những người thu mua là những người đầu tư lâu dài những tổ chức đầu tư họ thu mua vào và những bạn bán thì cũng giống như là các bạn hiến dân Bitcoin của mình cho những người mà đi thu mua vào để họ tích lũy nhiều hơn thì chúng ta thấy được là hôm nay là một cái ngày xanh và chúng ta nhìn chung thị trường đó thì Bitcoin hôm nay lên nhưng mà chúng ta thấy được là Oracle hôm nay thì một ngày rất là xanh rất nhiều đồng xanh đậm ngày hôm nay chúng ta nhìn những đồng lớn đi thì các bạn sẽ thấy được là trong vòng 24 giờ qua chúng ta có Bitcoin tăng 3,6% nhưng mà Ether đã qua trở lên là hơn 3.000 đô là tăng 7,1% nhưng mà các bạn thấy là Cardano tăng 9%, BNB tăng 6%, XRP tăng 10%, các bạn thấy là Solana tăng 12%, chúng ta thấy Polkadot cũng tăng hơn 10% là Polkadot tăng 13% tổng cộng Dogecoin cũng tăng, các bạn thấy là Avalanche cũng tăng rất nhiều đồng như là các bạn thấy là Avalanche và Terra Terra tăng 24% ngày hôm nay và Avalanche đã tăng 19,2% và chúng ta nhìn những đồng lớn đó thì các bạn thấy được là Orwi tăng 32%, chúng ta thấy được là Cosmo tăng 24%. Theo là chúng ta đã nói tới, chúng ta nói những đồng mà xuống mạnh ngày hôm nay đó thì hầu như trong vòng 24 giờ qua chúng ta không thấy cái đồng nào gọi là xuống mạnh hết. Hầu như trong cái top 100 này đó tất cả đều tăng trưởng trong thời điểm 24 giờ vừa qua. Thì chuyện gì đã xảy ra chúng ta bây giờ hãy trước hết nói tới một số những cái thông tin lớn đi liên quan tới evergrande chúng ta cũng sẽ nói tới thông tin uh, liên quan đến là fed đã nói về ngày hôm nay có nghĩa là cục trữ liên quan của hoa kỳ đã nói về ngày hôm nay mà dẫn đến thị trường màu xanh như vậy chúng ta cũng sẽ nói tới một số những cái tài liệu khác như là liên quan đến tether liên quan đến usdc Thường lại có thêm một cái suy nghĩ nữa Thông qua một cái comment của một bạn ở trên Youtube Tôi lại thường suy nghĩ nhiều hơn nữa Và thường muốn chia sẻ thêm về những gì có thể xảy ra Liên quan đến SEC, ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ Với là những đồng ổn định stablecoin Tại vì chúng ta cũng đã biết là SEC không thích stablecoin Thì họ sẽ làm những gì Đây sẽ là điều mà chúng ta sẽ nói tới Chúng ta cũng sẽ nói tới một số những cái tài liệu nổi bật khác Như là liên quan đến những cái thông tin Như là Robinhood có ý định là muốn lưu trực crypto Trong biên sách của họ, điều này là như thế nào nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay chúng ta có một nhà tài trợ đó chính là một sàn tôi đã đề cập đến trước đây đó chính là sàn năm rồi và đây là một cái thông tin đến từ sàn năm rồi đó chính là từ cái thời điểm là tháng 6 tới bây giờ đó trong vòng 3 tháng thôi thì đây là một cái sàn mà đã thu hút được tổng cộng là 600.000 người dùng tham gia vào sàn năm roi này. Đây là một cái sàn mà có trụ sở tại Dubai và các bạn thấy được là sàn này là một sàn mà cũng có rất là nhiều những cái sản phẩm như là chúng ta thấy được là chúng ta có thể giao dịch thông thường, spot, chúng ta có thể giao dịch futures, chúng ta có thể giao dịch OTC, các bạn có thể tham gia vào staking này lấy lãi và đặc biệt là IO là một trong những nơi mà những dự án có thể tiếp cận với là những nhà đầu tư để mà kêu gọi vốn cũng như là những nhà đầu tư có thể tiếp cận những dự án để mà đầu tư vào trước khi mà trở thành những dự án lớn và swap là một trong những cái công dụng mà nhiều bạn cũng đã biết nhiều sàn cũng có đó chính là chuyển đổi đồng ở trên sàn của năm rồi và các bạn thấy được là gần đây đó ngày 9 tây tháng 9 thì sàn năm rồi đã chính thức có đồng ROI và đã niêm yết lòng này lên trên sàn của năm rồi thì bây giờ đó sàn năm rồi đang xin giấy phép hoạt động ở nhiều quốc gia như là ở Hoa Kỳ ở Singapore và ở tiểu vương quốc Ả Rập và một thông tin nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta sắp sửa là ngày 7 tây tháng 10 này sẽ có một cái hội nghị đó chính là cái hội nghị BCF Blockchain for Smart Economy và một những đơn vị mà tài trợ cái buổi này đó chính là không hát hơn đó chính là tài trợ ngày hôm nay sàn năm rồi như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thì đây những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đến từ sàn năm rồi nhưng mà nào mà khó thú muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu thêm về sàn này. Và chúng ta bây giờ hãy nói tới tin tức lớn trước đi, sau đó chúng ta sẽ nói những cái thông tin liên quan. Thì trước hết các bạn thấy được là thông tin nhận được tối ngày hôm qua đã mà được chia sẻ rất nhiều. Đây là cái bài viết được chia sẻ trên Reuters, mọi người đã chia sẻ trên những mạng xã hội tối ngày hôm qua, đó chính là Evergrande. Chúng ta cũng đã biết là cái tin tức liên quan tới Evergrande trên bờ vực phá sản thì dẫn đến những cái hệ lụy như thế nào. Nhưng mà chúng ta được là tối ngày hôm qua thì cái thông tin thuộc nhận được đó chính là Evergrande sẽ thanh toán tiền lãi trái phiếu của công ty SanSanTrade đúng hẹn vào ngày 23 tháng 9. Nghĩa là họ có một cái phần nợ với công ty này và bây giờ phần nợ đó là họ cần phải trả lại là ngày 23 tháng 9. Và chút đi vài ngày đây nhiều người không biết được là công ty Evergrande họ sẽ có tiền để mà trả lại hay không Thì hôm qua họ nói là họ sẽ thanh toán đúng ngày Tổng số tiền họ sẽ thanh toán đó là 232 triệu nhân dân tệ Có nghĩa là khoảng chừng là 35,8 triệu đồng đô la Điều này có hiệu ứng làm giảm đi cái sự căng thẳng hiện bây giờ Thì chúng ta thấy được là bây giờ là ngày 22 Tây tại Hoa Kỳ Thì ngày mai đấy cái nợ này sẽ được thanh toán Ít ra cái tiền lời sẽ được thanh toán Nhưng mà đây không phải là cái nợ duy nhất mà trong tháng 9 này cần phải được thanh toán các bạn thì chúng ta có những cái nợ khác còn hai khoản nữa đến cái ngày trả hạn là tháng 9 này trong đó chúng ta có một cái nợ là 83,5 triệu và cái nợ đó đó là tiền lãi phải trả vào thứ năm có nghĩa là ngày mai luôn còn một cái nợ nữa là khoản nợ anh chừng là 47,5 triệu đô la và cái nợ này phải trả vào ngày 29 tây tháng 9. Thì chúng ta thấy được là bây giờ Evergrande chưa cho biết là hai cái phần nợ còn lại họ sẽ thanh toán trong tháng 9 này hay là không. Cái mà họ nói là cái phần nợ liên quan đến là 35,8 triệu tiền lãi này họ sẽ trả vào ngày mai. Thì chúng ta thấy được là hai cái nợ còn lại đó thì đúng là đã đến ngày là hết hạn nhưng mà họ chỉ bị giống như là họ chỉ bị uh, vỡ nợ nếu như mà không thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán thì lịch trình giống như là các bạn thấy được là ngày thanh toán thì lịch trình là chúng ta mới vừa nói tới là ngày mai và ngày 29 tháng 9 thì trong vòng 30 ngày họ vẫn có thể thanh toán số tiền này nhưng mà ít ra ngày hôm nay đó những cái thông tin này đã dẫn đến thị trường lạc quan hơn các bạn thấy được là một thông tin khác nữa cho thấy là ngân hàng trung ương của Trung Quốc ấy, dựa theo Bloomberg Economics đã bơm thêm vào cái uh, thị trường ngân hàng của họ để mà hỗ trợ cái sự kiện Evergrande này tổng cộng là họ bơm vào là 120 tỷ nhân tệ có nghĩa là tương đương với khoảng chừng là 19 tỷ đô la vào trong ngành ngân hàng của Trung Quốc và một số những cái tài liệu khác đó được chia sẻ như là các bạn thấy là uh, Reuters chia sẻ là những công ty lớn mà lưu trữ cái nợ của Evergrande, cái nợ xấu của Evergrande đó là công ty như là BlackRock và HSBC Các bạn thấy được là BlackRock là một công ty rất là lớn Cho nên những cái thông tin này đó Thuận vẫn giữ cái quan điểm là Tuy là cái sự kiện Evergrande trên mà việc vỡ nợ là một cái thông tin rất là lớn mà nhiều người quan tâm nhưng mà cái sự kiện này đối với thuận đó, tuy là sự kiện lớn nhưng mà cái sức ảnh hưởng nếu nói là tương đương với lại cái sự kiện của Lehman Brothers của năm 2008 đó mà nhiều bạn có biết là thuận và nhiều bạn cũng đã sống sót qua được cái thời điểm năm 2008 tình hình như thế nào quan điểm của thuận vẫn tiếp tục giữ là Evergreen tuy là một cái tin tức lớn nhưng mà cái sự ảnh hưởng sẽ không có mạnh như là nhiều người bây giờ đang đồn đãi là sự dẫn đến khủng hoảng tài chính toàn cầu sẽ có ảnh hưởng nhưng mà không có phải lớn tới như vậy và đó là quan điểm cá nhân của thuận mà thôi thì chúng ta thấy được là công ty BlackRock đó, tuy là những cái quỹ đầu tư của họ có lưu trữ những cái nợ xấu của công ty Evergrande nhưng mà các bạn nên nhớ là công ty Evergrande này cái số tiền mà họ nợ đó là 300 tỷ không phải chỉ riêng BlackRock mà họ 300 tỷ đó đó là họ nợ nhiều công ty khác nhau nhiều ngân hàng khác nhau BlackRock chỉ là một phần của số đó mà thôi nhưng mà các bạn thấy được là BlackRock mua lại cái số nợ đó thông qua giống như là trái phiếu hay là cổ phiếu được thế chấp thì Chúng ta nên hiểu là con số này so với lại công ty như là BlackRock đó có tổng số tiền quản lý lên tới 9,4 nghìn tỷ thì chúng ta thì con số này tính chung là một con số rất nhỏ của BlackRock cho nên thường vẫn có quan điểm đó là sự ảnh hưởng sẽ không lớn như là nhiều người nghĩ. Còn riêng về uh, SSBC thì tôi không biết và các bạn có biết là SSBC là một trong những cái ngân hàng mà rất là ghét crypto, không cho người ta dùng ngân hàng của mình để mua crypto, thậm chí là không cho khách hàng của họ mua những cổ phiếu liên quan đến crypto như là mua cổ phiếu của Michael Strachey cho nên Thuận cũng không quan tâm nhiều đến HSBC Thuận chỉ mà tâm đến BlackRock mà thôi thì Chúng ta bây giờ hãy nói tới tình hình của chứng khoán đó, thì Thuận mới như nhận được thông tin là cái chỉ số của Hồng Kông đó, Hang Seng đã tăng gần như là 2% bây giờ các bạn thấy là, là cái chỉ số này bây giờ tăng là 1,8% và bây giờ mọi người đã đỡ lo hơn về cái tin tức là công ty Evergrande ít ra họ sẽ trả được một cái phần tiền lãi vào ngày mai thì mọi người bây giờ vẫn đang tiếp tục chờ đợi coi coi họ có thực hành được hay là không nhưng mà ít ra tình hình nói chung đó thì cái sự lo sợ đã đỡ hơn là nhiều người nghĩ và điều này đó cũng dẫn đến là chúng ta thấy ngày hôm nay đó thì ngoài trừ cái thông tin liên quan tới Evergrande chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới Fed có nghĩa là cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ thì cái cuộc họp đã xong ngày hôm nay trong tháng 9 này Thì uh, chủ tịch Fed đó chính là Jerome Powell thì đã nói những gì Thì uh, tôi sẽ chia sẻ với các bạn Nhưng mà trước hết chúng ta thấy được là tình hình chung của chứng khoán ngày hôm nay đó Thì uh, những chỉ số của Hoa Kỳ các bạn thấy là đều là màu xanh ngày hôm nay Đó chính là chỉ số Dow Jones tăng 1% S&P 500 cũng tương tự Và Nasdaq cũng tương tự là màu, màu xanh ngày hôm nay Và pre-market nghĩa là thị trường tương lai đó Thì các bạn thấy được là Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq future đều là có cái sự tăng trưởng ngày hôm nay và chúng ta đương nhiên thấy là crypto có sự tăng trưởng vừa mới chia sẻ với các bạn nhưng mà ngược lại các bạn thấy được là thị trường vàng uh, thì có cái sự đi xuống xuống 0,87% trong khi mà những thị trường khác tăng trưởng ngày hôm nay thì gần đây đó tình hình là các bạn có thể biết là không phải lúc nào thị trường crypto cũng đi theo thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ nhưng mà thời điểm này là hầu như là cả tuần qua đó là cái sự kiện đó chính là thị trường crypto đi theo xu hướng của thị trường chứng khoán của hoa kỳ chúng ta bây giờ hãy nói tới những thông tin được chia sẻ bởi fed ngày hôm nay đi